Hơn 100 năm nay, người từ muôn phương cảm nhận một cách sâu sắc rằng những ngọn núi xa mờ trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang chênh vênh, những tầng mây và sương mù tuyết trắng đã và đang làm nên một thung lũng Sapa tuyệt đẹp với cảnh sắc như thực như mơ. Tôi là Hà Minh Thật, sinh ra và lớn lên tại Sapa, thành phố trong sương. Hiện tại tôi đang làm trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh khách sạn. Vào giữa năm 2018, sau thời gian tìm hiểu rất kỹ, tôi đã quyết định sở hữu cho mình chiếc xe Mitsubishi Xpander để tiện cho việc đi lại và phục vụ gia đình, hỗ trợ thêm việc kinh doanh du lịch của tôi. Thường xuyên di chuyển trên đường đèo núi và tôi cũng đã sử dụng hai dòng xe sedan cỡ nhỏ. Khi được nghe và giới thiệu về cái mẫu xe Xpander này thì tôi đã tìm hiểu và quyết định sử dụng chiếc Xpander này làm phương tiện di chuyển và tiện cho việc kinh doanh của tôi ở Sapa. Cái phần ấn tượng nhất cho tôi là cái phần mặt đằng trước này được thiết kế rất là đẹp với những cái tấm mạ chrom lớn làm cho xe sang bóng. Điểm thứ hai là theo nữa thiết kế của Mitsubishi thì là thiết kế Dynamic Shield, những cái tấm mạ chrom đây làm cái xe đầu xe nổi bật. Mình thường xuyên di chuyển trên cung đường đèo núi và thường là những cung đường mình di chuyển là không có đèn đường thì cái ánh sáng nguyên bản theo xe này thì không đủ đáp ứng được cái điều kiện di chuyển trên đường đèo này. Khi nhận xe về thì mình chỉ thay đổi ánh sáng ở bên trong bóng đèn pha thôi. Thì hiện tại là mình đã thay một đôi bóng LED ở trong cái pha chính này, đèn sáng chính này. Và cái đặc trưng ở Sapa thì là sương mù, đường sương mù thì cái đèn sương mù này bản nguyên bản của nó là màu vàng nhưng mà ánh sáng không đủ thì mình đã thay một đôi bóng LED màu vàng ở đây. Mình di chuyển buổi tối thì ở Sapa thường xuyên là sương mù thì cái hệ thống màu vàng này thì hỗ trợ thêm cho việc lái xe buổi tối. Điểm mà tôi thích nhất trên phần thân xe của chiếc Xpander mà tôi đang sử dụng là có đường gân tập nổi kéo dài từ phần cửa xe đằng trước cho đến hết đằng sau, tạo cái dáng thể thao. Mà khi di chuyển trên đường hoặc đỗ ở cạnh đường như thế này thì là khi mọi người nhìn vào thì nó rất là đẹp. Điểm tiếp theo mà tôi thích trên mẫu xe này là với tổng giá trị mà ra biển chiếc xe này là 720 triệu ở trên thành phố Lào Cai, huyện Sapa thì là được trang bị nút bấm thông minh để đóng mở cửa. Ngoài ra thì phần kính đằng sau này làm tôi ấn tượng nhất là phần kính màu đen này được kéo dài hết thân xe mà rất là chắc chắn. Trên chiếc xe của tôi một điểm tôi không ưng là cái phần vỏ của xe, phần vỏ tôn của xe. Đối với tôi thì nó hơi mỏng. Trong thời gian sử dụng của tôi từ tháng 10 đến hiện tại bây giờ thì đã xuất hiện những vết lõm trên xe này do va quyệt. Phần mở cửa của chiếc xe này thì tôi rất là ưng ý. Tại vì là mỗi một khi mở cửa mà lên xuống xe thì là cánh cửa mở rất là rộng, thì tiện cho trẻ em hoặc là những người lớn bước lên bước xuống rất là tiện lợi. Tuy là vỏ mỏng nhưng mà cái phần đóng mở cửa của chiếc xe này nghe rất là chắc. Đây là chiếc Xpander đang sử dụng. Và cái phần thiết kế bên đằng sau xe này thì cái làm tôi thích nhất là phần đèn hậu phía sau này được thiết kế rất là đẹp mắt. Đèn hậu phía sau này chiếc xe sử dụng là được tích hợp giải LED rất là dài, kéo dài vào vuông xe. Điểm thứ hai là đèn hậu và đèn xi nhan thì tuy là đèn halogen nhưng mà trong khi tôi sử dụng cái đèn lùi này thì hỗ trợ rất là tốt. Và phần đằng sau xe này là có giải đèn phanh đằng sau để trên cao. Và cái phần cánh gió này làm tôi rất là thích, được tích hợp theo xe nhưng mà nhìn từ xa nó rất là thể thao và đẹp mắt. Không gian để đồ của xe Xpander này trong khi sử dụng thì tôi đã cải biến đi một chút theo nhà sản xuất. Cái khoang để đồ thì sẽ có một cái hộc để đồ 3 ngăn ở đây. Nó sẽ ngang với để đồ này thì tôi đã bỏ ra. Và khi tôi bỏ ra thì cái khoang để đồ các bạn nhớ nhìn thấy đấy, nó rất là rộng và thoải mái để được thêm 2 đến 3 cái vali. Trong công việc thì nhiều lúc mệt mỏi tôi với bà xã cũng hay đi cùng mang chiếc xe này đi cùng những cái điểm đi chơi. Tại vì là quang cảnh Sapa rất là đẹp. Thì trong những buổi đi chơi như vậy thì chúng tôi thường gặp những hàng ghế thứ hai này và có thể ngồi trong xe hoặc là ngồi ngoài vì có mái che đây rồi. Có thể ngồi trong này đọc sách hoặc là gặp hàng ghế thứ hai có thể nằm nghỉ ngơi trên này được. Còn phần cốp xe thì là cái việc đóng mở cốp thì cũng rất là dễ dàng và tiện lợi. Ở trên Sapa thì thường là sương mù thì những cái phần bên ngoài này thường là bám bụi bẩn rất là nhiều. Thì nhà sản xuất thiết kế bên trong này có cái hộc để chúng ta bám mà không bị bẩn tay thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Các bạn nhìn tôi này,
và mở lên thì cũng bằng cơ, nhưng mà các bạn nhìn thấy đấy, có đẩy thủy lực hỗ trợ, thì chỉ một chạm thôi là tự lên rồi. Sau một thời gian sử dụng khoảng 7 tháng vừa rồi thì nội thất chiếc xe thì đáp ứng rất tốt nhu cầu của tôi. Ví dụ như là tôi yêu thích cái vô lăng này, nhìn vô lăng rất là đẹp. Vô lăng thì được bọc sẵn ra nhưng mà nó hơi nhỏ, tôi đã bọc thêm một lớp ở bên ngoài. Những cái nút điều chỉnh như âm lượng, chuyển bài, rồi ga tự động các thứ sắp xếp rất là hợp lý. Và tôi rất thích những cái mặt bóng ở vô lăng này, tạo cho con vô lăng rất là đẹp và khỏe. Về những cái nội thất chi tiết giả da, màu da ở đây nhựa thôi, nhưng mà làm những cái đường chỉ may ở đây nhìn giống như là màu da và nó rất là đẹp. Sau nửa năm, hơn nửa năm tôi sử dụng thì tất cả mọi thứ đều vẫn chắc chắn, không có gì lỏng lẻo cả. Khu vực cần số này thì cũng làm bằng nhựa bóng rất là đẹp, nhất là cái cần số này tôi rất là thích, được bọc da mềm mà dùng rất là nhẹ nhàng đẹp. Ngoài ra thì một điểm tôi cũng chê như ba anh em thì cái phanh tay nó rất là to và là nó vướng cái khu diện tích này. Ở xe Xpander tôi rất là thích về các chuyến đi dài ngày cùng gia đình tôi, cũng như là đi cùng những vị khách đến tham quan Sapa. Tại vì là các cánh cửa thì đều được trang bị rất là nhiều hộc để đồ. Ngay cả cái khoang ngày trước các bạn nhìn thấy là một cánh cửa đó thì có thể để được 3 đến 4 chai nước, hoặc là những cái khăn lau, gói bánh các thứ. Và rất nhiều hộc đằng trước, ví dụ như là đây chúng tôi để thuốc say xe cho mọi người này, những cái đồ cá nhân, các cái zip các thứ, rất là tiện lợi. Còn ngoài ra thì tôi thích cái đây có cái hộp để đồ rất là lớn, để được 3-4 chai nước và khăn lau các thứ rất là nhiều. Nhưng mà tôi hay di chuyển quãng đường dài thì là tôi đã lắp thêm một cái bệ tì tay có thể trượt được và vẫn dùng được hộp để đồ của nhà sản xuất một cách bình thường. Rất là lớn, hộp rất là lớn, tôi vẫn sử dụng bình thường. Cái hàng ghế thứ hai này tôi thường là để cố định vị trí này, thì là tất cả mọi người ngồi đều thoải mái, từ 1m7 đến 1m8 thì ngồi đều thoải mái hàng ghế thứ hai này. Được một điểm khen nữa là gập ghế rất là tiện lợi, một chạm thôi là xe thì là ghế tự lên rồi, rất là dễ dàng luôn, bước vào cũng rộng. Đây các bạn nhìn thấy hàng ghế thứ ba đây, xe của tôi là hay chở những vị khách ra bến xe hoặc là đón những vị khách từ bến xe về khách sạn tôi nghỉ ngơi thì ngồi rất là thoải mái, tựa đầu thì rất là tiện. Đây, các bạn nhìn thấy chân tôi thoải mái, tôi cao 1m70 thì là chân tôi để thoải mái, gối đầu tựa lưng. Còn ngay cả những cái hàng đằng sau này gọi là hàng ghế thứ ba thì vẫn được trang bị khu để cốc này, để đồ điện thoại này, và trang bị cả cổng sạc ở đây nữa. Khi mà di chuyển trên chiếc Xpander của Mitsubishi thì khối động cơ 1.5 của chiếc xe này thì trước khi mà tôi quyết định mua thì tôi rất là đắn đo. Tại vì không biết là động cơ 1.5 lắp trên chiếc xe 7 chỗ Xpander này có vượt qua đường đèo hay không thì tôi đắn đo. Sau khi sử dụng xe được 7 tháng vừa rồi thì cái cung đường mà tôi sử dụng hàng ngày ấy là đường đèo, tại vì tôi ở Sapa. Thì hiện tại là tôi đang di chuyển trên cái cung đường đèo Âu Quy Hồ. Đây là một trong tứ đại đèo ở Việt Nam, với cung đèo dài nhất và cao nhất ở cái cung đường Việt Nam hiện tại bây giờ. Theo cảm nhận của tôi thì xe đang vận hành khá là mượt, êm ái. Tôi đang để số D để di chuyển thì điều hòa bật rất là mát. Độ ổn định của xe thì tôi đánh giá khá là cao về cái chiếc Xpander này. Tại vì là những cái cung đèo mà tôi đi ấy, thì là những cung đèo cua tay áo và rất là gắt. Nhưng mà tôi cảm thấy là rất là ổn định. Tại vì là cái xe này bản thân của nhà sản xuất thì đã được trang bị cân bằng điện tử rồi. Và thông số lốp thì tôi đã để mỗi một lốp là đều đều 2.5kg, nên tôi thấy đi rất là ổn khi vào cua. Còn độ ổn của xe thì tôi chấp nhận được. Tại vì trước tôi cũng sử dụng xe i10 thì độ ổn nó rất là lớn. Thứ nhất là
khi mà chúng ta leo đèo như này, chúng ta phải tạo cho xe một cái đà cố định và sử dụng hộp số được trang bị sẵn trên xe này. Ví dụ như là cái điều quan trọng nhất chúng ta vượt xe ấy, là chúng ta không thể đạp thốc ga những cái xe với động cơ lớn hoặc là độ vọt cao. Khi vượt xe chúng ta tìm những khoảng cách nào tốt nhất, hợp lý nhất và sử dụng nút hỗ trợ OD trang bị sẵn trên cần số này để vượt xe. Khi mà các bạn dùng nút OD ngay bên cạnh cần số này thì chiếc xe sẽ giữ được vòng tua cao và vượt xe khá là tốt. Cái thứ hai là cái gương chiếu hậu được đặt ở bên khung dưới thì cái tầm quan sát của tôi nó không bị điểm mù nhiều. Khi vào cua và lùi xe thì là cái gương chiếu hậu của Xpander này trang bị lớn như này thì tôi quan sát cực kỳ là tốt và an toàn.